Từ những trang phục nguyên sơ, người sắc màu thổ cẩm các dân tộc, nhà thiết kế Việt Hùng kết hợp với lụa Thái Tuấn đã thiết kế một bộ sưu tập dành riêng cho sự kiện khai mạc năm du lịch Yên Bái với chủ đề Sắc màu Tây Bắc. 30 mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ chính những danh thắng và nét văn hóa của 30 dân tộc anh em quần tụ tại núi rừng Yên Bái. Cuộc giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, sự cộng hưởng giữa quá khứ và đương thời, là sự thăng hoa của hoang nhiên cùng lãng mạn, sự sẻ chia giữa dân dã và thị thành, là sự bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Như màu rừng khoác lên núi, màu trang phục hòa với nét hoa văn của các dân tộc anh em khắp miền Yên Bái đã tạo nên một bức tranh rực rỡ của sắc màu thổ cẩm. Thổ cẩm của nhà thiết kế Việt Hùng do các hoa hậu cùng người đẹp du lịch trong cả nước trình diễn.